một cái địa điểm mà nhà mình rất muốn đến, rất muốn khám phá khi đến tỉnh Aichi, đó chính là cái bảo tàng công nghiệp và kỹ thuật Toyota. Nó là một cái nơi trưng bày về cái sự hình thành và phát triển của Toyota từ một cái nhà máy sản xuất sợi đến thành một cái tập đoàn ô tô lớn và bậc nhất thế giới. Mời các bạn cùng khám phá với nhà mình. Đây là cái biểu tượng trước cửa vào của cái bảo tàng. Bạn thấy không? Đấy, cái máy dệt. Mình mới biết là cái Toyota ấy, là nó xuất xứ là từ một cái nhà máy dệt đấy các bạn ạ. Và nó phát triển qua thời gian, xem nó biến đổi như thế nào nhá. Đi vào xem nhá. Ở đây nhá, cái hướng dẫn của nó ấy, có cả tiếng Việt Nam các bạn ạ. Đúng về khu Aichi đấy, rất là nhiều người Việt. Nhiều người Việt Nam. Nhiều kỹ sư làm về ô tô thế ở nhiều đây này. Kỹ sư, nhiều tu nghiệp sinh ấy, sang đây họ làm cho cái nhà máy của Toyota nhiều nên là có cả. Đi. Đi, rất là kinh nhỉ. Đi vào đi. Tiếng Việt Nam này, đầu tiên thấy bên này thì có cái tiếng Việt Nam này, hay. Có cái bản đồ tiếng Việt dễ quá nhỉ. Chưa bao giờ đi chơi mà lại sướng như này. Hiểu hết. Đây, bảo tàng kỷ niệm công nghệ, công nghiệp và công nghệ Toyota này. Bây giờ nó là từ đây là nó có hai cái nhà chính. Đó là bảo tàng máy dệt và bảo tàng ô tô, đó là hai nền công nghiệp của chính. Toyota đúng không? Đây mình chờ đây mình xem đây. Đi. Tìm đường cứu nước này. Đây là cảnh ông đấy là AG, ông Toyota. AG Toyota là người sáng lập ra cái này đây. Ngày trước ông đi sang Mỹ học à? Ông đi sang chắc kiểu đi tham quan đi học ấy. Business trip mà. Đi sang đấy để tham quan show. Thế là cả nhà đưa ông đi này. Đấy, nhà sáng lập. Ông học về ông đi xây dựng lại, biến đổi cái nhà máy công nghiệp dệt thành công nghiệp và ô tô. Dạ, cả cái nước Nhật biết ơn vì nhờ có ông ấy mà học, sinh ra một cái học đại học Tokyo đấy. Nhưng học đại học Tokyo thì là nhất rồi. Đại học Tokyo là về kỹ thuật là đỉnh của kỹ thuật, như cái khoa đang cái máy dệt đây này, để cho mình xem hoạt động thực của máy dệt thế nào. Rất là fun. Máy dệt ở trên này, dệt trên vải lên trên này. Hay không kia, nhìn khoái kìa. Ôi, máy dệt ngày xưa đây này. Cái máy dệt này là từ hồi năm 1924. Non-stop. Đấy. Kinh nhỉ. 924 mà đã là dệt này, trong hành cái nhà máy này ha. Khổ mét vuông. Ngày xưa cứ dùng vải, người ta nói khổ là khổ là do cái máy dệt này nó chỉ ra được cái khổ vải. Hay của ông Toyota Sakichi. Vải cổ bé nhỉ. Đây từ năm 1896 còn cổ hơn này. Cổ bé thế này thì vải thì bán nhiều. May nhiều. Đây là cái quá trình mà họ sẽ hướng dẫn mình, gọi là xem cho mình ấy. Biểu diễn cho mình xem là cái bông nha này, cứ cây bông này hay thật đấy, tự nhiên ông trời cho bông này. Rồi sợi đay này, đay đấy, ngày xưa. Đay đây, mình xin lỗi, đây là đay, đây là kiểu như là cái cây khác này. Cái ngày xưa Nhật là bắt dân mình nhổ lúa trồng đay đấy để dệt tiếp các thứ đấy các bạn. Đây là các loại đấy, đay này, rồi bông này. Rồi là các cái loại đấy, con tằm tơ này. Đấy, đây con đấy, tơ này. Cái tằm này nó nhả ra đây các bạn ạ. Còn đây là lông cừu. Rồi, các loại vải sợi tự nhiên. Lông cừu, hay nhỉ. Rồi là đây là cái gì đây, lê hồng đây. Lê hồng cũng xịn lắm mày này, đó. Các loại đấy. Rồi sợi đây là xanh y, là sợi từ nê lông này. Ui, giống như là nhìn ở đây thì hầu như không phân biệt được, nhưng mà chất liệu khác nhau. Rồi nylon, cái này cũng là nylon polyester này. Đấy. Auritic này. Đấy. Xong đến lệ glass sự xê nghi là sợi thủy tinh này. Rồi đến đây là đội sợi carbon các bạn. Đấy, để dệt tan rất là những cái nhiều máy tính mới tiếp đấy, sợi carbon. Mình quan kết là làm được cái bông đưa thành sợi này. Xe sợi. この3つの要素は使い方によって携帯でも変わっております。 cho trẻ con xoay thử. Các cái máy là máy kiểu tự động. Đấy. Đôi rồi.
Cái kia là chỉ có một cái thôi đúng không? Cái này là mấy chục cái luôn. Ở Chư Mười rất là nhiều cái máy móc mà nó sản xuất từ những năm khoảng 1800, 1900. Nhưng mà lịch sử với tập đoàn Toyota là từ những thời đó là máy dệt này. Ôi ôi, những người công nghệ kỹ thuật nó phát triển này. Hồi đầu thì rất là nguyên sơ như này thôi này, xong họ tự động hóa hết, cho làm thành máy móc hết lên, thành ra bên này là máy móc. Công nghiệp dệt phải có những cái kỹ thuật như này, xong họ bắt đầu phát triển nhiều lên thành những cái ô tô tiếp. Họ tái hiện lại cái máy bên ngoài này, cái nguyên tắc của họ, có thể nhìn xem là nó cuộn ấy lên như nào. Cái máy dệt này nó sẽ tròn, nó tròn thành một cái vải luôn, cuộn vải luôn. Vải này nó cần phải cắt đôi nó thành vải. Kinh nhở, anh xem em kêu luôn. Đây đã bắt đầu đến thời kỳ tự động dệt, dệt liên tục và tự động luôn. Những cái năm 1900 phát hiện từ năm 1920 đến năm 1970 là cái thời kỳ tự động hóa của Nhật, và nó sản xuất những cái kỹ thuật của Nhật luôn, phát triển từ cái điểm mà sản xuất nông nghiệp sang thành cái đất nước công nghiệp. Đấy là cái thời kỳ năm 1900. Kinh nhỉ. Các bạn ngày xưa quần áo hiếm khổ lắm ấy, có được quần cái áo khó khăn, nó bây giờ đầy nhỉ, công nghệ cơ bản. Đây, cái tự động này, tự động cho nhà máy này, nó giờ phát ra cả đống này luôn này. Đây, ở đây nó có một cái khu trẻ con có thể chơi được, nó là Technoland, nên mình cho bọn trẻ con nó vào chơi luôn. Hiyo, Ichiban, hai. À, cái này là dệt, em mô phỏng một quá trình dệt đấy này. Anh chờ ở đây họ dệt vải đấy, dệt vải như này đấy. Đấy, nếu dệt nhiều thì nó sẽ thành một cái dài, hiểu không? Súng phun nước. À, anh chàng cố lên. Cái này là Psycho, điểm hôm nay cao nhất là 450. Anh chàng cố thuật đi. Ờ, dám lên rồi. Thấy không? Ô xì. Vô chức tèm. Đấy nghe. Đây là trò rất là hay, nó tưởng tượng là một cái máy dệt. Và mình ấn này để đẩy, ấn này để đẩy quả bóng ra xem thời gian của mình bao nhiêu. Bao nhiêu. Ê. Ố sợ. Máy dệt, các bạn vào chơi máy dệt thôi mà. Chạy lên nó sẽ quay. Chạy đi, chạy nhanh ạ. Cái gì mà cái chiếc bạch này. Cái này, cái dệt cái này. Không nên chụm dệt cả cái máy dệt ảo phải không? À, bốn xuất thân là từ ngành, không phải công ngành công nghiệp ô tô các bạn ạ, mà làm xưởng dệt, cho nên là họ ở tàng công nghiệp kỹ thuật Toyota, họ biến những cái thao tác ở trong những ngành dệt ấy thành những cái máy chơi game rất là hấp dẫn này. Một đang là chơi vui vẻ các kiểu. À, này tập thể dục à, này quá nhỉ. Đạp cái này để làm cái cây này đông lạnh này này. Đây, càng đạp nhiều ra nhiều đông rồi. Nữa đi, có đông. Đấy, cây nó cũng trắng rồi này, giỏi quá này. Ồ, cái hay đấy nhỉ. Đây, chuột bạch lớn này.
Bây giờ bọn nó vào cái trò này đây, cái Techno Circus. Đây là trò rất là đơn giản cho bọn trẻ con, là nó tập lái xe. Nó lái cho những cái vật kiểu mà hướng dẫn ở trên sàn này. Mình lái theo cái đấy để trẻ con nó tập được cái khái niệm là chạy như nào, đi thẳng như nào, lượn như nào, đứng lại, dừng lại như nào. Hay xem một trẻ con nhà mình là hai con này nè. Đấy, con đi theo cái đấy. Đây là trên sàn này, trên sàn này có những cái dấu là mình lái theo cái đấy. Đấy, lái xe. Giỏi quá nhỉ, nói cho bọn trẻ con nó tập lái xe. Bây giờ bọn mình sẽ chuyển sang automotive, là cái phòng trưng bày của về ô tô. Đây là tương lai, hiện tại và tương lai của Toyota đây. Toàn robot này. Đây này. Đây. Ngọc côi. Đây các robot đời mới này, dùng rất là nhiều, biểu diễn rất nhiều. Đây này, họ nói về cái lịch sử, cái quá trình nó biến đổi từ dệt sang ô tô năm 1921. Cái ông Kichiro Toyoda này, ông đi Mỹ và châu Âu để học tập một kỹ thuật mới, thì ông về ông phát hiện ra là thời đại bây giờ là thời đại của ô tô. Đấy, ông chuyển hết toàn bộ cái lực lượng sản xuất sang sang làm cái ô tô. Đấy là đánh bánh dấu cái bước. Bút ngày xưa đi học, giỏi đấy. Thế. Đấy. Đi học biết chuyển chứ. Biến đúng không? Kinh. Đấy, nó bắt đầu xây dựng này, nó gửi người đi học. Xong bắt đầu đấy, phải gửi người sang Mỹ học cái này, lúc nào của bên Mỹ này, xong rồi làm cái công trường sản nhà máy bên đấy, bắt đầu học kỹ thuật kỹ tiếp. Đầu tiên là nó lấy một cái Chevrolet này, phá một cái Chevrolet ra, tháo ra, bắt đầu tìm hiểu xem nguyên lý hoạt động như nào, về bắt chiếc làm lại. Cái Chevrolet. Tháo hết ra xong xem nguyên lý. Xong nguyên lý nào về học tập. Đây là nó giới thiệu về quá trình làm một cái thân xe đầu tiên của Toyota. Ui. Đầu tiên họ làm cái khung gỗ này, xong họ toàn là rèn bằng tay hết. Đấy, gõ gõ bằng tay để tạo ra cái thân xe. Nó làm những năm 1930 đấy, toàn làm bằng tay. Đẹp chưa? Sau rồi khi nó hoàn thành ý, thì là cái xe đó là cái xe này. Đấy, cái xe này hoàn toàn là khung, ở trong là khung bằng sắt hết. Và đây là cái xe đầu tiên này. Đây, hoàn thành vào năm 1935. Xe đẹp chưa? Trông toàn tay gò này mà trông cũng đẹp thế nhỉ? Ôi. Xe của lịch sử. Đây là cái xe tải đầu tiên này của Toyota này. Nó làm cái xe tải này, đẹp ha. Wow. Ôi, đây là xe này, xe phát triển theo từng cái năm tháng này. Năm 50, năm 60, năm 70 này. Năm 50 là nó chỉ sản xuất xe hợp với cả người Nhật, hợp với điều kiện của Nhật và với cả kỹ thuật của Nhật thôi. Đấy, xong nó sẽ cải tiến dần lên. Đấy, nó lại gần dần lên, nó sẽ ra sản xuất tiêu chuẩn quốc tế. Đấy. Xong rồi nó còn xuất khẩu thế kia cơ mà, đúng không? Kinh nhỉ. Năm 80 thì nó bắt đầu cái cuộc sống người ta phát triển lên, thì nó bắt đầu sản xuất để nó đáp ứng những cái nhiều nhu cầu hơn. Đấy. Đa dạng hóa các nhu cầu khách hàng. Đa dạng hóa nhu cầu. Các loại engine khác nhau, các loại xe thiết kế khác nhau, rồi là khởi động bánh trước, bánh sau các thứ ấy. Cái thời điểm là năm 80 nó phát triển. Năm 80 thì vợ chồng mình mới sinh ra. Mới ra đời nhỉ. Yeah. Mấy cái năm? Năm 90, từ sau năm 90 là nó bắt đầu phù hợp với cả gọi là thiên nhiên, bảo vệ môi trường và an toàn. Đấy, nhu cầu càng ngày càng cao đây này. Cho những cái kỹ thuật thử nghiệm của nó là thử nghiệm là đâm tai nạn đây nhé, và túi khí có an toàn hay không.
lịch sử phát triển, quý vị nhá. Đây xong rồi bây giờ nó còn đấy, hybrid nó cũng phát triển như thế đấy, thì năm 90 thân thiện môi trường đúng không? Tiết kiệm điện năng. Đây cái tầng dưới này, tầng 1 là cái tầng về cái công nghệ sản xuất ô tô của Toyota và trưng bày các loại ô tô cổ của nó này. Bây giờ mình sẽ xuống xem nhá. Đây là cái xe thời kỳ đầu tiên của Toyota, trông đẹp không? Dáng nhưng mà thô đúng không? Trông nhìn trông ngon. Đấy, ngày xưa là Toyoda con ạ. Đây, ngày xưa tên là Toyoda nhá. Bây giờ gần đây nó mới đổi. Đẹp lắm nhỉ? Đẹp mà nhỉ, những xe cổ nhìn đẹp kinh luôn. Đẹp đẹp. Toyoda, ngày xưa là Toyoda của Toyota. Cứ như bảo là thế đổi 1936 lại. Toyota để cho nó đọc cho nó phát âm cho nó dễ. Để bán nước ngoài. Còn tên là Toyoda. Tên của ông vẫn là Toyoda. Lại ngày xưa mà làm cả xe tải xe tiếc thứ này. Đây tải này. Ôi. Đây này, Nhật có cái phim này. Phim ngày xưa là về cái ông Toyota này. Toyoda. Cui nè, Toyoda sẵn nó. Ê gà là này, sử bôi. Đây là cái sử dụng Manaka. Manaka hito. Đây, sau đó, Kuruma o tsukuru reski tui nó Egai teta. Đây là cái đường dây sản xuất cái xe đầu tiên của nó này. Đây toàn rất là nhiều dây chuyền làm bằng người nhiều đúng không? Lắp bằng tay. Đấy, may cũng kiểu handmade, đúng kiểu handmade. Bằng tay hết này, kính này, kính bằng cắt bằng tay này. Sơn tay, sơn phun này. Đúng rồi, thời kỳ là thời kỳ đá của ô tô. Đá đấy gò cái khung cũng gò tay hết luôn này. Thì sau bắt đầu mới mua cái máy ép công nghiệp nó dập nó nhanh. Tóm lại là đầu tiên là tay, xong rồi công, xong rồi người ta nâng dần năng suất lên. Thế là đến năng suất tối đa là bao nhiêu là bán là. Đây các bạn cho mình xem cái máy ép, cái cấu trúc của cái máy ép 600 tấn luôn để ép những cái khung xe bây giờ ấy. Thôi chồng tỉnh chưa? Không có cái nó ra chỗ nào nhỉ? Đấy coi nhỉ? Đây, cái kiểu lát rửa đấy, lát rửa. Em chưa xem rồi. Đâu, đang đi đâu? Đây này, nó ép bên này. Đây là những cái phần nó ép bên này. Đấy, nó ép tất cả những cái bộ phận của cái xe bằng cái máy này. Kinh chưa? Khung xe, gầm xe, nắp này. Đây này. Đây, thời đại bây giờ là họ dùng hết robot để lắp hết rồi này. Không phải lắp thô sơ bằng tay như ngày xưa nữa. Xem họ lắp rồi. Hay quá nhỉ. Wow. Đấy, ở vặn vặn vào đấy đúng không? Nó demo lại cho mình. Cái robot. Ôi nè. Kinh. Đấy. Tuyệt vời. Cái đường dây sản xuất này. Đấy, cái từ cái xe này ra nó ra cái này nó hoàn thiện này. Xem như vậy này. Robot chạy ngon ngoài ngoài. Bé khói. Anh cho em xem mà. Đây họ trưng bày những cái xe cổ của Toyota thì những thời đầu tiên đây này. Đẹp không? Năm 1968 đấy. Đấy, quả xe cặp côi này, quả xe như xe đua này. Đẹp thế, nhìn dáng ngày xưa. Đẹp nhờ con nhờ. 1967, trông dáng trông ngon lành. Đẹp chưa? Wow. Cặp côi.
Corona, Celica, xe này bây giờ không còn tồn tại nữa. GT đẹp chưa? 970, xe này bây giờ chạy hơi bị đỉnh chóp ấy nhỉ. Rất nhiều. Trông đúng một lịch sử của một thời đại. Xe chạy Olympic này. Olympic 1998. Wow. Hay của Lexus các bạn ạ. Lexus thời đời mới gần đây này, cả nào giá nhìn hiện đại 2005. Mui Trần Convertible. Wow. Ôi. Ồ, hay nhỉ, thích nhỉ. Ồ, mua mua. Nè. Ê. Ồ, sửa rồi. Xuống nhỉ. Ồ, đây này, đây cái họ tặng mình cái này này, cái cắn cái cặp đây này, hay thế nhỉ? Biểu diễn dập cho luôn. Tặng luôn. Dập cái phụ tùng ô tô ấy mà. Chứ là cái khuyết là mình sai tiện. Phi dập kìa. Trời. Hãy dập vào này, làm kỷ niệm được. Toyota. Vậy là mình đã cùng một trẻ con trải nghiệm cái bảo tàng công nghệ và kỹ thuật của Toyota. Tuyệt vời. Một thời gian ngắn thôi nhưng mà rất là hấp dẫn. Mình hiểu được cái quá trình lịch sử hình thành từ chuyển từ ngành dệt may sang ngành ô tô và những cái kỹ thuật tuyệt vời của Toyota. Nếu có gì các bạn hãy thử khám phá nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của nhà Sakura. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhà mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.